vị, tôi là Bác Nhân Duy đến từ Đài Truyền hình Cần Thơ và bây giờ là đã có thể là chương trình thời sự chính thức của Đài Truyền hình Cần Thơ. Hôm nay đến từ Bác Nhân Duy đến từ Đài Truyền hình Cần Thơ và bây giờ là đã có thể là một cái bài giảng minh văn của cô Bùi Lan Chi. Các bạn chờ cùng với Phi Song và tất cả mọi người đã đến hầu ứng. Về đến chương trình này không khó mà cũng không dễ. Và đây tôi sẽ xin được phỏng vấn, một vài bạn để có thể nói chuyện với mọi người để có thể hiểu rõ thêm về kỳ thi ngày hôm nay ạ. Linda xin mời. Và Linda, Linda có thể vui lòng trả lời và phỏng vấn đại diện mình đó là Bác Sa ra đi rồi trả lời. Thì sau khi mà thi, Linda có cảm thấy như thế nào? Linda có làm bài được không? Đề thi cô sao thì cũng tương đối, chủ yếu là dựa trên những gì mình hiểu. Không nên chú trọng vào học thuộc lòng quá. Tuy nhiên có một số câu thường phiêu. Cảm ơn Linda. Sau khi đến với Linda, tôi xin được một bạn khác. Trong đó chúng ta, đó là bạn Trang ạ. Trang ơi, có câu nào mà bạn cảm thấy là khó khăn mà bạn không làm được không? Có hai câu là hai câu nào ạ? Không, câu... Cái câu 8 nói gì ạ? Xin cảm ơn Trang. Xin chào chú, tôi đến đây có